bất cứ loại tri thức nào, dù các con tự đọc được hoặc là nghe chư vị trí giả giảng giải, thậm chí là những lời mà ta nói ra, đều không nên vội vàng tin. Phải dùng học thức và trí tuệ của mình để quán xét lấy, sau đó phân tích và chứng nghiệm nó. Love.